Sau tuổi 50, có nhiều điều cần nhớ kỹ để cuộc sống giữ được an nhàn. Khi ở tuổi 50-60 sẽ là vô ích nếu bạn vẫn còn bận tâm đến kiếm tiền và dành dụm. Thay vào đó, hãy tận hưởng cuộc sống hồn nhiên như những năm tháng đầu đời. Xin hãy ghi nhớ 10 điều sau để cuộc sống về hưu không mất đi trọng tâm, để hưởng thụ tháng ngày còn lại một cách an nhàn, hạnh phúc. 1. Đến tuổi 50, hãy học cách đối xử với bản thân tốt một chút. Khoản gì cần chi tiêu, hãy cứ mạnh dạn chi tiêu. Điều gì đáng được hưởng thụ, hãy cố gắng hưởng thụ. Đừng để sự hà tiện, tiếc rẻ khiến bạn lỡ đi những cơ hội vui sống cuối cùng. Một ngày kia, khi số mệnh đã hiểm, bạn sẽ mất đi tất cả. 2. Con cái đều đã lớn, chớ làm nô lệ cho chúng. Hãy giữ mối quan hệ với con cái, yêu thương và giúp đỡ khi cần, nhưng đồng thời hãy bằng lòng với số của cải mà bạn đã dành dụm cho chúng. Đừng quá kỳ vọng nhiều vào con cái bạn. Đa phần con cái đều yêu quý cha mẹ, nhưng chúng còn quá bận rộn với công việc, mái ấm riêng và những ràng buộc khác. Bạn hãy học cách tin tưởng con cái, hãy tin rằng chúng sẽ tự biết chăm lo cho cuộc sống của bản thân. Con cháu tự có phúc của chúng, đừng vì chúng mà mãi mãi làm thân trâu ngựa. Hãy học cách dần dần buông tay. 3. Hãy sống vui vẻ, tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp trên cõi đời này. Cũng đừng so sánh công danh, địa vị, lợi lộc. Chớ băn khoăn làm sao để con cái xuất sắc như người khác. Đến tuổi 50, bạn chỉ nên so sánh xem mình có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh và trường thọ hay không, như vậy là đủ. 4. Năng lực của mỗi người đều có hạn, bởi chúng ta không phải là siêu nhân. Đối với những việc ta vốn bất lực, không thể thay đổi, thì đừng nên quá bận tâm, chấp nhất. Mọi sự tình đều có quy luật an bài của trời đất, dù bạn có bận tâm tới đâu cũng vô dụng. Ngược lại, chỉ khiến tâm khó nhọc, tinh thần bản thân suy nhược mà thôi. 5. Về cơ bản, khi về già, bạn vẫn có thể tự lực cánh sinh, dựa vào chính mình. Đừng ảo tưởng, hy vọng quá nhiều vào người khác, đừng cầu mong sự trả ơn giúp đỡ ở họ. Đối với con cái, tiền bạc của bạn đương nhiên là của chúng, nhưng tiền bạc của chúng ngược lại chưa chắc đã phải là của bạn. Hãy tỉnh táo trong chuyện này. 6. Hãy tự học cách tìm một người tri kỷ để làm bạn. Bởi chỉ có bạn bè mới là người đồng hành tốt nhất trong những năm tháng về sau. Con cái dù có tấm lòng hiếu thuận tới đâu, nhưng những lo toan cuộc sống cũng sẽ cuốn hết sự quan tâm của chúng. Con không phải lúc nào cũng luôn ở cạnh bạn. Hãy học cách tự tìm người đồng hành để san sẻ cùng bạn những niềm vui, nỗi buồn. 7. Hãy bằng lòng với những gì bạn đang có và những gì có xung quanh bạn. Cũng đừng quên bạn bè, họ chính là tài sản của cuộc đời bạn. Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài, hãy tôn trọng một số nguyên tắc cơ bản. Chịu khó lắng nghe, không ngắt lời, chớ nhạo báng. Hãy cho đi mà không quan tâm đến nhận lại. Hãy trả lời câu hỏi chứ đừng phản đối. Hãy tha thiết chứ đừng trách cứ. Và đã hứa thì không được quên. Như thế bạn sẽ không bao giờ cô đơn. 8. Đến tuổi 50, đừng tiếp tục lãng phí sức khỏe để đánh đổi lấy những vật chất ngoài thân. Tiền dù có nhiều đến đâu cũng không mua nổi sức khỏe. Đánh đổi sức khỏe để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, rốt cuộc chỉ mua về một đống thuốc. Hãy biết làm đủ, trân trọng sức khỏe của mình. 9. Hạnh phúc là tự mình cố gắng tạo nên. Vui vẻ cũng là tự mình tìm kiếm. Biết giữ một tâm trạng luôn thoải mái, yên ổn thì mỗi ngày mới chính là một ngày vui. Mỗi chuyện lướt qua với tầm mắt nhẹ nhàng, thanh thản. 10. Hãy giữ gìn thật tốt trạng thái tinh thần. Tinh thần vui vẻ thì bệnh mới không tới, tinh thần tốt thì bệnh mới có thể khỏi sớm. Hãy lên cho mình một kế hoạch và chờ đợi những ngày tiếp theo. Một ngày sống không có phút giây nào vui vẻ là một ngày bạn mất đi đầy uổng phí. Một ngày dù chỉ có một giây phút vui vẻ ngắn ngủi cũng là được lợi biết bao. Bài đọc đã kết thúc. Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn cảm thấy hay và theo dõi nhân duyên để đón nhận những bài học cuộc sống bổ ích hơn bạn nhé.